Hiện nay chúng tôi là và mất tích là 14. Quảng Nam đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn huy động vâng và theo anh em. Và các anh đi dự kiến mà tối để cơ động tới đây về hướng đông bắc. Bắc qua 112 27. Hướng tây này cũng là tây sông tây 130 đo về nhà đấy.